thì ra để ở đây. Đầm tỉ tìm để khắp nơi. Này cũng đi tìm tỉ khắp nơi. Tỉ đã bỏ đi đâu vậy? Con để đi đâu? Mới từ thiêu cục đi ra. Hàng về tiểu sư muội không nhìn ra mình. Sư phụ, tỉ tới phía trước tìm hoài cũng không gặp. Tìm cả canh giờ rồi đó. Con để ra phía sau tìm tỉ đó. Thôi được rồi, được rồi. Mọi người đi chơi cũng đã mệt rồi. Tìm quán cơm nào đó ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi đi. Dạ được. Con đó dễ lo ăn không à. Tam sư huynh à, phía sau có một quán rượu. Nếu đại sư huynh ở đây chắc sẽ mừng lắm. Anh nói với con bao nhiêu lần, không được nhắc đại sư huynh nữa. Dạ sư phụ. Đi đi. Thì ra sư phụ không tha thứ cho mình. Sư phụ đuổi mình ra khỏi sư môn. Sư phụ không tha thứ cho mình. Sao đến trễ vậy? Thì phải đợi cha và mẹ vào phòng nghỉ ngơi mới có thể đi được. Xin lỗi, đã để không đúng, để đã nói sai. Sao hả, có phát hiện gì không? Dĩ nhiên là không có. Mọi thứ ở đây để đã lục tung lên hết. Từ dưới tìm lên trên, nhưng mà cũng không có. Nhưng mà tìm như vậy sớm muộn gì cũng bị dỡ nhà ra luôn đó. Không có mệnh lệnh của nữ chủ nhân Lâm gia, làm sao để dám dỡ nhà chứ. Hơ, dám chọc ghẹo tỷ hả? Tỷ bao mặt đệ đó. Nói câu thật lòng cũng không đúng sao? Không lý nào tìm lâu rồi mà cũng không tìm được kiếm phổ. Có phải đệ đã nhớ nhầm những gì đại sư huynh nói không? Không có đâu. Mỗi một câu nói của cha đều ghi nhớ. Cha kêu đệ đừng bao giờ lần coi những thứ ở đây. Nhưng đệ tin nhất định sẽ có câu nói ngược. Thực ra cha muốn đệ lật coi, nhưng mà ở đây ngoài sách cũ và kinh Phật ra còn gì có thể lật coi. Kinh Phật? Có khi nào ở trong kinh Phật không? Kinh Phật? Ừ. Đạt Ma là thủy tổ của giáo học. Trong kinh Phật của ông có kiếm phổ, đâu có gì lạ đâu. Nhưng số ở đây toàn là kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, không có gì đặc biệt. À thì biết rồi, trong kinh Phật nhất định có lớp ngăn. À, thì ra đang tìm Tịch Tà kiếm phổ. Thực ra trong kinh Phật không có gì hết. À, hay là chúng ta lấy nước thử đi. Nước? Ừ. Sư tỷ, đi coi bức họa tượng Đạt Ma kìa. Bức họa này có gì đặc biệt chứ? Đi coi gói tay con ấy đi. Nóc nhà. Nóc nhà. Hey!
Để sư muội. Đại sư huynh ạ, mau giúp tiểu lâm tử giành lại cà sa đi. Đá cà sa lại cho ta. Có bằng lãnh thì tới lấy. Thật ra ai đã sai khiến người đến? Nói mau. Ngươi không nói ta sẽ giết hắn. Sư đệ, tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu muội nghĩ coi, đã khuya rồi Linh Sang và Bình Chi còn đi đâu? Muội nghĩ Linh Sang và Bình Chi chỉ ra ngoài dạo tâm sự với nhau thôi. Cô nam quả nữ bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Sư huynh, Bình Chi là người đàng hoàng, huynh không cần phải bận tâm. Đương nhiên là huynh tin tưởng Bình Chi, nhưng mà lời người rất đáng sợ. Khuya rồi mà người ta nhìn thấy chúng ở bên nhau, có lời đầm tiếu đồn ra ngoài thì không tốt. Huynh nói cũng phải, muội sẽ nói với Linh Sang. Sư huynh à, huynh xem. Vào trong coi. Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi. Linh Sang đâu? Vào trong coi. Sung Nhi, Sung Nhi, Sung Nhi, Sung Nhi. Linh Sang, Linh Sang, Linh Sang, Linh Sang, con sao rồi, đừng làm mẹ sợ. Linh Sang, Linh Sang, Linh Sang, Linh Sang.